Chị Linh, chị ở đây à? Chị ơi, chị đừng làm em sợ. Anh ơi, anh có rơi nước gì vậy? Có chuyện gì đấy? Nhanh lên giúp em với. Em đau quá rồi. Đợi, đợi tí nhá. Sao đâu chị cứu em với. Taxi, taxi, taxi. Anh trai đâu đấy? Anh ơi, anh chở chị kia đi viện đấy. Hả? Ai? Đi viện? Dạ, chị có bầu sắp sinh à? Gì? Chở bà này đi viện á? Vâng. Thôi, xin lỗi. Chở ơi à? Ok, anh ơi. Điên rồi. Ok. Taxi, taxi. Chào ông công nghệ, sáng được cuốc nào chưa? Ôi giời ơi, méo sạch hết cả mồm thế này. Rồi thế, đây tí dính việc chả làm sao cả. Sao đấy? À, đang đi kiếm khách thì có một ông lao ra vẫy xe. Ừ. Mình tưởng là ngon ăn, hóa ra là đưa bà đẻ đến viện phụ sản. Ừ. Chủ ý đen lắm. Rồi thông minh, biết chuyện đấy cái là chuồn ngay. Ồ hay, thế sao lại cư xử như thế? Người ta bảo rồi, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Ông làm như thế, mê tín quá rồi đấy. Ôi, thôi, bố ơi, tín một tí còn hơn. Nhớ xảy ra chuyện gì, ai lo cho vợ con mình? Nhắc đến vợ con, này, thế vợ của ông bao giờ sinh? À, sắp rồi, dự sinh một tháng nữa. Một tháng nữa, trai gái? Tất nhiên là trai. Ây da, chúc mừng nhá. Thế gặp phải một trường hợp như ngày hôm nay ấy, nếu mà là vợ của ông thì ông sẽ xử lý thế nào? Ông lấy ví dụ thế này, nếu như là vợ tôi nhá thì tôi sẽ nhẹ nhàng đưa lên xe. Đưa đến viện phụ sản. Cứ thế thôi đấy. Chồng làm taxi về thế mới đúng chứ. Ấy ấy, ai gọi thế này? Alo em à? Anh ơi, chị Linh nhập viện rồi, máu chảy nhiều lắm, chắc là không qua khỏi đâu, anh đến ngay đi. Sao nhập viện à? Máu chảy à? Trời ơi, alo, đứa bé có sao không? Alo, tôi phải đến viện ngay đây. Ui, tôi phải đến viện. Này này, vợ thôi. Bình tĩnh mà xử lý. Cẩn thận nhá. Chị cho hỏi phòng sản phụ ở đâu? Đến đằng này đây ạ. Đông. Bên này có phải không ạ? Bên này ạ. Chị Linh sinh rồi ạ. Mẹ tròn con vuông anh nhá. Sinh rồi à? Để anh vào cháu đây. Không được vào đâu. Chưa được vào à? Này cô. Thôi xong rồi, tôi về đây. Anh Hưng. Đây là anh Tuấn, đã nhiệt tình giúp đỡ đưa chị Linh đến đây kịp thời đấy ạ. Được, cảm ơn anh. Anh lo mà hậu tạ đi nhá. Thôi, không sao cả. Tôi về đây. Anh, tôi... Cũng thật là... Tôi cảm ơn anh. Không có gì cả. Hy vọng các bà mẹ khác cũng sẽ được may mắn như chị ấy. Thôi. Cảm ơn anh. Tôi về đây. Chào cô. Em cảm ơn nhá. Nói anh có phải là người đã lái chiếc taxi bỏ rơi chị Linh ở cửa hàng không? Không hiểu sao lúc đấy anh lại thật sự thế chứ. Vân ơi. Dạ. Ăn cơm đi này. Vâng. Là tốt rồi còn đòi hỏi à? Nước đây. Lần sau mà còn lầu bầu đòi hỏi như thế à thì ta cho nhịn. Hùng ơi. Hùng ơi. Vân ơi. Ra đây cô bảo. Ra đây. Có chuyện gì mà lại ở lều thế? Cháu... Vân! Đi vào lều ngay! Vào chuồng ngay! Vào ngay! Ta dặn lần cuối cùng nhá! Cầm nhá!
không được đi ra ngoài cơ mà, không được tiếp xúc với ai cơ mà, hiểu chưa? Vâng. Một lần nữa thôi nha, tao đánh tuốt xác, hiểu chưa? Cướp nhà, nhà cướp, bác Tuấn ơi, cướp nhà, nhà cướp, mau lên, đi đi đi. Sao, cái gì, nhà nào cướp? Thằng Hùng, anh cái gần nhà đầu xóm ấy. Cái gì? Rồi bác đi với em ngay, thằng đấy nó đánh em nó đuổi em ra ngoài, bây giờ ở ngoài lều bác ạ, bác đi với em. Cô nói thế nào ấy chứ, anh em nhà thằng Hùng với cái Vân ấy, thương yêu nhau nhất ở cái xóm này. Quá là bất ngờ luôn, chứng kiến luôn, em nhìn thấy nó đuổi em, nó ra ngoài vườn cướp hết cả tài sản, bác ạ, bây giờ khổ lắm, nhanh nhanh nhanh, đi, đi. À, anh này. Dạ. Hùng Vân à? Vâng. À, tôi biết rồi. Ừ. Biết thì phải đi cứu chứ lại. Không phải cứu, tôi hiểu rồi. Ồ, hay nhở, bác nói thế mà nói được à? Người ta bảo là xảy ra thì còn chú, mà bác hơn nữa lại là tổ trưởng. Bác vẫn đi, bác phải giải cứu con Vân chứ. Ai để anh nó đối xử với nó như thế? Khổ quá, tôi đã bảo là tôi biết chuyện đấy rồi. Cô là đang hiểu lầm. Hiểu lầm? Chẳng qua là bác không tận mắt nhìn thấy thôi. Em vừa mới nhìn thấy đây này bác này. Cô phải bình tĩnh để nghe tôi giải thích. Cô cứ nhảy vào mồm tôi làm sao nói để cho cô hiểu được. Vâng, thì bác nói đi ạ. Vân ý, là nó đang bị cách ly tại nhà đấy. Bởi vì nó chính là F4. Mà F4 lây từ đâu? F4 là lây từ F3. Mà F3 là ai? F3 chính là bạn của cái Vân hôm qua đến chơi. Bác ạ, tức là cái Vân nó bị F4 Covid hả? Phải. Mà rất là may mắn nhá, khi mà vừa phát hiện ra một cái gọi điện báo cho chúng tôi luôn. Cho nên là từ hôm qua là nó không tiếp xúc với ai cả. Vâng. Chỉ tiếp xúc với cả mỗi một mình thằng Hùng thôi. Chính vì thế mà thằng Hùng nó là F5. Tôi chết. Hai anh em nó là phải cách ly 14 ngày. Bác ơi, thế đầu tuần em vừa nói chuyện với cái Vân xong thì nhìn lỡ ấy, có dính nhở? Đầu tuần tiếp xúc với nó à? Vâng. Không đeo khẩu trang? Không. À, đầu tuần thì không sao. Bởi vì làm sao, tôi giải thích cho cô hiểu nhá. Vâng. Tối hôm qua, cái Vân nó mới đến nhà nó chơi. Vâng. Nó là F3. Chính vì thế cho nên là cái Vân nó mới là F4. À, vâng. Và thằng Hùng nó là F5. Vâng. Nhưng tất cả mọi người đấy là chỉ tiếp xúc trong ngày hôm qua thôi. Mà cô tiếp xúc từ tuần trước ý, là nó không liên quan gì. Người ta chỉ tính từ ngày hôm qua đến bây giờ thôi. Vâng, thế bác cho em hỏi, thế là bây giờ người ta cách ly chúng nó hết từ ngày hôm qua đến bây giờ ấy gì? 2 tuần không thiếu một ngày. Trời ơi, em đi đây. Đi đâu? Em nói bác nghe, người ta bảo là sảy mẹ thì bú gì, mà em là họ hàng 3 đời với cái Vân, em phải đi mua thức ăn cho chúng nó bác ạ. Chứ không ở trong đấy 2 tuần mà cách ly ý, có mà chết đói. Em đi nhá, em đi. Nhớ cẩn thận nhá. Vâng, vâng. Cô cũng phải đeo khẩu trang vào chứ, hết dịch cũng không được chủ quan. Vâng, vâng, vâng. Cô ơi. À, cô, cháu chào cô ạ. Ông Giám, chào anh. Cái này cô cứ để cháu ạ. Lương của anh được bao nhiêu mà anh cứ sĩ diện như thế? Anh có làm thế chứ làm nữa làm mãi cũng đừng hòng mà tôi gả con Hoàn cho anh nhé. Bộ mộc để đòi trò mâm son. Này. Cô ơi, cháu với Hoàn yêu nhau thật lòng ạ. Thôi thôi thôi, anh nghĩ là anh xứng đáng với nó à? Anh mà cứ lén phén đến gần nó ấy, đừng có trách tôi nhé. Mẹ đã chuẩn bị hết cả rồi, con cứ cầu kỳ làm cái gì? Hai sổ đỏ nhằm mặt tiền á? Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Ôi Lộc ơi! Con đúng là con rể quý của mẹ đấy! Ừ. Ôi trời ơi! Con đừng có lo! Con Hoàn nó là con của mẹ! Nó không nghe mẹ thì nó nghe ai nào? Thế cho nên là cứ yên tâm nhá! Ừ, chào con. Úi giời ơi, làm sao mà mặt bí xị như mất sổ gạo thế kia? Này, tươi lên, sắp cưới chồng rồi đấy. Con không muốn cưới anh Lộc ạ. Mày đừng có nói là mày đang tơ tưởng được cái thằng ất ở ngoài trạm xăng nhá. Ốc không mang nổi mình ốc, con đèo theo ai? Nhưng mà con với anh Tú là yêu nhau thật lòng ạ. Trời ơi, lòng với rồi. Nói cho mà biết nhá. Lòng với rồi đấy, chỉ đủ xào một bữa thôi. Thôi, nghe mẹ, cưới thằng Lộc đi, rồi đời con sẽ lên hương đấy. Nhưng mà tình yêu làm sao có thể mua được bằng tiền bạc ạ? Cả đời này, con chỉ yêu một mình anh Tú thôi. Thế tình yêu mày có mãi để ra mà ăn không? À, thôi được rồi. Nếu mà mày chỉ muốn thằng Tú thôi ấy, thì cứ đi mà tìm nó đi, tao không cản đâu. Này!
chỉ cần mày bước ra khỏi nhà này thôi nhá, là tao sẽ chết trước mặt mày cho mày xem nhá. Sao mẹ lại... Mẹ nói là làm đấy, mày cứ đi đi, mày cứ làm đi. Ơ kìa mẹ, mẹ đúng thật là... Alo. Hả? Con Hoàn bị tai nạn á? Alo Lộc à, con Hoàn nó bị tai nạn rồi, bị thương nặng lắm, bác sĩ bảo rất là khó phục hồi, giúp mẹ cứu nó với con ơi. Đang nước sôi lửa bỏng như thế này mà bảo nó đợi cái gì? Con ơi, ôi Lộc ơi, Lộc, thằng khốn nạn, thế mà nó bảo nó yêu con tôi. À, cậu. Cô ơi, cháu nghe nói Hoàn bị tai nạn. Cháu biết là cô rất ghét cháu, nhưng cô ơi, cháu rất yêu em ấy. Cháu muốn chăm sóc cho em ấy. Sau khi em ấy khỏi, cháu sẽ không gặp cô nữa. Con gái tôi nó vừa bị nặng lắm, khuôn mặt nó không còn xinh đẹp như xưa nữa đâu. Dù cho em có thế nào, cháu cũng muốn chăm sóc cho em cả đời ạ. Cô hãy cho cháu gặp em đi ạ. Xin lỗi cháu, cô đã nhầm. Cháu mới đúng là một chàng rể quý của cô. Đợi cô, đợi cô.